Xin chào các bạn, tôi là Tú Phạm. Xin chào quý độc giả của bóng đá Blood. Ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại nhà của cựu tuyển thủ Vũ Minh Tuấn. Và hôm nay chúng ta sẽ đến thăm nhà cựu tuyển thủ Vũ Minh Tuấn. Và ngày khi mà hôm nay tôi đến đây thì cũng nằm vào một dịp rất đặc biệt. Đó là ngày giỗ 5/5 của bố của tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Và chúng ta hãy cùng vào thăm nhà Vũ Minh Tuấn cùng chúng tôi. Ai của Tuấn này. Và chúng ta sẽ lên thắp hương cho bố tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Năm này là năm giỗ thứ 5 của Tuấn nhỉ? Nhanh nhỉ? Bằng thời điểm này 5 năm trước thì trước trận bán kết của AFF Cup 2016 thì bố Tuấn mất. Ngày hôm nay thì là ngày giỗ thứ 5 mấy anh em từ Hà Nội. Xem là quả bóng đồng của Vũ Minh Tuấn giành được năm 2016. Nó mới là xem cái danh hiệu cá nhân đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Vũ Minh Tuấn. Tuấn ơi, khi nhìn thấy bức ảnh này thì ngày hôm nay Tuấn cảm xúc khi nhìn lại bức ảnh này thì Tuấn có cảm xúc như nào? Tuấn thì cảm xúc rất là xúc động. Tuấn nghĩ đến đây đến AFF Cup 2016. 2016 thì đó là một kỷ niệm rất đặc biệt với Vũ Minh Tuấn. Năm đó thì Tuấn có một bàn thắng rất là cảm xúc và cũng là một cái bàn thắng mà đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Vũ Minh Tuấn. Thì Tuấn có thể chia sẻ lại cảm xúc khi mình ghi được bàn thắng đó và trong hoàn cảnh như nào? Tuấn lúc đó là một bàn thắng là cảm xúc nhất trong sự nghiệp của Tuấn. Và đó là một bàn thắng, Tuấn ghi bàn thắng là sau lúc bố Tuấn vừa mới mất. Tuấn lúc đó bàn thắng rất động. Sau 5 năm thì bây giờ thấy một cái thời gian nó cũng là rất là trải qua một cái quãng thời gian 5 năm. Nhưng mà nhìn lại thì Tuấn thấy là 5 năm vừa qua khi có cái sự biến cố đó thì hiện tại thì Tuấn mất đi người cha thân yêu nhất mình thì Tuấn cảm thấy như thế nào và cái cuộc sống của mình và cái sự nghiệp của mình nó đã ra sao sau 5 năm vừa qua? Tuấn nghĩ sau bàn thắng đó thì Tuấn mất đi bố của Tuấn và Tuấn rất là buồn bởi vì mất đi một người thân của mình. Và sau 5 năm đó thì sự nghiệp Tuấn vẫn ổn và Tuấn nghĩ là sự nghiệp và tất cả thì Tuấn vẫn là ổn. Đến bây giờ thì cái điều mà Tuấn cảm thấy một cái món quà thì đó dành cho người bố của mình sau 5 năm mà Tuấn muốn gửi đến thì Tuấn nghĩ đó là cái món quà thì giá trị nhất lớn nhất đó là cái gì? Nếu mà món quà của Tuấn muốn dành cho bố sau 5 năm thì là tất cả thứ từ trước của đến quyết định vừa rồi về theo là Tuấn tất cả mọi thứ vinh quang Tuấn sẽ dành cho sau. Nam sẽ đá với đội tuyển Indonesia ở AFF Cup 2020 và đó là một kỳ AFF Cup mà hiện tại đội tuyển Việt Nam cũng rất là khó khăn nhưng mà chúng ta sẽ gặp đối thủ Indonesia. Thì Tuấn cũng nhìn nhận cái cơ hội của đội tuyển Việt Nam sắp tới gặp Indonesia nhỉ? Tuấn nghĩ Việt Nam đang là đương kim vô địch của AFF Cup thì Tuấn nghĩ là Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Indonesia và Tuấn chúc cho tất cả thành viên đội và tất cả ban huấn luyện cầu thủ sẽ giành chiến thắng và sẽ
và vậy là chức vô địch của em phía hôm nay.